chào quý vị các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi lại cắt lọc cho bonsai một cái cốt xanh. Em chào anh Khương. Chào em nha. Chào tất cả mọi người. Hôm nay là một buổi chiều cũng hơi nắng anh nhỉ. Nắng nhưng mà nắng này thì sáng. Vâng. Chia sẻ với quý vị các bạn, đây là một cái cốt xanh ngày trước là của anh Khương. Anh để lại cho một người anh ở Ninh Bình. Nhưng mà vừa rồi bonsai lại được nuôi tiếp. Nên anh Khương anh về anh cắt lọc cho một chút. Anh Khương cảm nhận thế nào khi một thời gian qua anh thay chậu và bây giờ hôm nay anh mới đến anh lọc một lần nữa? Cây này thì anh biết nó từ lâu rồi. Vâng. Tuổi nó rất là cao, rất là già, cây già thì anh biết rồi, nói lâu rồi. Khi mình thay chậu ra nó chỉ cần ổn định cái chậu, chăm sóc không đúng mức, nó phải rơi rớm mà gọi là có sự chăm sóc thì phát triển đến ngay. Ví dụ như cây này thấy không, nó gai góc lên rất nhiều. Đấy, em nhìn cái những cái này, cái mặt này trước cũng già lắm nhưng mà cái độ gai sần nó chưa đạt đến cái điểm này. Nhưng mà bây giờ em nhìn không keo hết rồi, đã khô đét, đồ khô nó kinh khủng này nhỉ. Những cây như này thì tương lai màu sáng lắm. Rất tốt. Cây này thì anh phát triển theo một dạng như kiểu là một cây trực hoành đó. Đây nó một cái thân hoành nó riêng ra đây. Thân hoành nó có đường sóng, có ngọn đấy, rõ ràng đây rồi. Đây là cái chốt của cái này thôi. Chốt của cây trực. Chốt bây giờ anh cắt tiếp. Bây giờ anh em mình lại đi vào chuyên môn và chúng ta cắt bỏ, đúng không ạ? Thực ra là em cũng rất muốn mỗi lần anh làm cây là em được chia sẻ những cái kỹ thuật của anh làm cho tới mọi người. Đấy, cứ mỗi lần anh cắt như này thì em lại hỏi một chút, sao anh lại bỏ cái này đi ở đấy đoạn ngắn như vậy? Anh nhìn thấy nó khi mình cắt được những cái phát triển như này. Vâng. Sau cái cây của mình nhìn cái gì đó nó rất là cái đoạn chuyển nó rất là đẹp đó. Vâng. Nhìn nó khỏe. Khỏe. Nó không bị cong vênh sau này nữa đúng không anh? Lực cây. Vâng. Này nó cái mầm cứ xa. Vâng. Với những cái chuôi như này thì mình chỉ phát triển nó lệch đi, nó phải cân bằng với con hoành anh. Cái hoành nó riêng cân nó phải rộng ra chứ. Vâng. Thì cái tay chốt là một cái hầm gọn hơn. Vâng. Bao giờ nó khi nó lên tổng vào một cái cây thì nó phải lệch sang một bên. Dạ vâng. Tổng nó lệch sang một bên. Dạ. Nó tạo cái điểm hài hòa cho cây. Vâng. Bây giờ mình mà làm vuông góc quá thì hai cái thân nó đứng lệch nhau mà mình làm vuông thì bỗng nhiên thằng này nó bị ngắn đúng không anh? Ngắn lại. Dạ vâng. Không hợp lý. Vâng. Mọi cái đều phải hợp lý. Dạ. Tất cả mọi thứ đều phải hợp lý. Để làm cái cây bóng dáng của nó có hợp lý thì sau này nó mới đẹp. Vâng. Còn nói về cái cơ bản mà khi anh chạy chuyển các cái cút thế này thì thường thường anh chạy, em thấy là anh thường anh chạy theo hình cụ là một cái tam giác nhưng mà các cái cành nó lệch nhau để nó chạy ra ngoài anh. Nó ra ngoài thì nó vặn nhau đi thì sau này cái bóng của nó nhìn nó mới mềm mại. Vâng. Thì nếu mà nó cứ lao thẳng nhau như này thì sao cái bóng nó nhìn không có mắt lắm. Vâng. Bây giờ nó không có mềm mại. Vâng. Kể cả anh có uốn cong queo mềm mại nhưng nếu mà anh cứ lao là một hướng thì chắc chắn nó nhìn được sẽ không mềm mại. À, anh nãy anh làm con hoành đây thì em chưa kịp quay, giờ anh chia sẻ em một chút đi. À, nói về hoành thì đây là một cái chốt này là chốt tay như nào đấy ạ? Đây là cái đường đi chính của thân này. Vâng. Đây là gọi là đường thân. Vâng, thân. Đây là đường thân chính. Vâng. Đi ra đây, ra đến đây thì nó sẽ có tay phóng và có ngọn tiếp. Vâng. Ngọn này thì là cái ngọn phụ cho cái đường, còn ngọn chính của cái thân nó đây. Vâng. Cái ngọn chính của cái thân hoành nó lên. Vâng. Sau đó cái ngọn nó đất léo vào khu vực này. Dạ. Thì nó sẽ đẩy, nó sẽ tạo được một cái bóng nó ấp nhau. Đây là một cái thân hoành nó phi ra ngoài. Thân hoành. Và còn đây là cái ngọn chính của cái thân hoành này. Đấy, nó nằm bên đây. Đây. Vâng. Đấy nên tại sao anh phải lấy cái đấy nó dài hơn, nó trườn ra ngoài. Nó đường phóng mà. Đường phóng vâng. Cái này là chưa cắt. Vậy có thể em gọi từ đây là hoành của hoành anh nhỉ? Hoành của cái cây hoành này. Có được không ạ? Nó không gọi là thân. Và cái thân đấy đúng không? Cái thân hoành. Đây là thân trực. Thân hoành.
Còn cái này nó đưa lên nó là cái ngọn của cái thân hoành này. Mỗi một thân nó đều phải có tay có ngọn. Vâng. Nó gọi là nó là thân thì nó phải có ngọn. Dạ. Cây nó là nó gọi là thân nhưng mà mình phải nói như là nó đúng là một, nó là một cái cây. Vâng. Thế em tách biệt nó ra, tách riêng nó ra thì nó là một cái cây độc lập. Vâng. Nó là cây hoành chứ không phải là tay hoành, nó là đúng không? À dạ vâng đúng rồi. Còn nếu mà cây trực mà có tay hoành nó khác đúng không anh? Mình gọi là thân hoành nhưng mà thực ra là vì nó hai cái này nó kết hợp vào với nhau thì mình gọi là hai thân. Dạ. Vâng. Thân hoành thân trực chính của nó nếu mà tách bạch ra nó một cây hoành của cây trực. Dạ vâng. Thì vậy mình mới gọi là tác phẩm trực hoành. Trực hoành. Còn cây trực có tay hoành kia thì nó lại nó là một cây trực thôi. Nếu mà cái tay này này. Vâng. À cái thân này nó nằm ở đây này. Vâng. Nó không xuất phát từ cái điểm, xuất phát từ dưới từ gốc mà. Thì nó không có gốc. Vâng. Thì mình chỉ gọi là cái tay thôi. Dạ vâng. Bởi vì đây là cái thân này nó là cái thân nó có gốc. Vâng. Đấy, em nhìn thấy cái gốc của nó từ đây. Vâng. Lên đây đúng không? Vâng. Bình thường so vào đây em nhìn thấy luôn này. Vâng đúng rồi. Cái bỏ đi hả? Đây cái cửa bé đấy, cái gọn luôn này. Thì em nhìn thấy không? Vâng. Thân của nó đây, nó xuất phát từ đây, đi lên đây. Vâng. Và thằng trực nó xuất phát từ đây, nó đi lên đây. À vâng. Nếu khi mình xẻo phát đây ra. Vâng. Xẻo và cắt đây ra. Thì hai cây nó là hai cây. Vâng, hai cây. Nó vẫn có tay có ngọn đầy đủ. Dạ vâng. Đấy. Nó gọi là hai cây khai thân như thế. Vâng, cây có lại trực có cái tay của tay hoành thì gọi là tay hoành thôi. Vâng. Cái chốt trực này cũng đẹp ghê anh nhỉ. Ngày trước là người ta cắt hẳn một cái tay to đi. Anh cắt đi. Anh cắt à? Anh lấy về là anh cứ bỏ đi. Đấy. Anh cắt được mấy năm rồi mà nó như thế này. 3-4 năm rồi anh nhỉ. Đấy, cắt anh chuyển đường. Vâng. Thích nhỉ. Đấy, không có cái chiến lược mạnh tay như thế thì nó không có những cái cây gọi là sau này cốt già mà được đâm lùn. Đúng không anh? Tất cả mọi cái nó đều có cái bắt đầu một người cái này lúc đầu quyết định. Cũng là một cái khó đấy. Vâng. Khó làm. Cho nên về anh phải làm mạnh. Vâng. Đoạn vâng. Vâng. Mạnh tay một chút. Dạ vâng. Thay đổi thời gian. Đấy, còn như đây một chút đây rồi em lại thấy cái đây nữa là tại sao mình lại có thêm cái này? Cái khoảng, đây là cái này này. Vâng. Em phải dùng cái khoảng cách từ đây lên đến đây nó hơi xa. À. Mình lấy một cái đệm ở đây nó cũng không sao cả. À, vâng. Đấy. Đây vậy... chính là đây là cái thứ hai của nó. À, vâng. Đấy. Vậy anh ơi cho em hỏi một chút, có thể dùng từ là đây là một điểm nhấn trong tác phẩm đương đại được không ạ? Đúng. Để cho cây nó ấm hơn. Ừ. À, vâng. Ngoài tự nhiên thì nó thế thôi. Ví dụ cây ngoài tự nhiên chỗ nào mà nó hở ra thì nó lại mọc mầm lên. Mọc mầm à. Nó che đậy. À đúng rồi. Như cái cây ở ngoài đường mà nó cứ hở là nó mọc đấy, lên. Nó tự nó mọc. Dạ vâng. Còn anh phát triển tiếp cái phần trên kia nữa. Như cái thêm này thì mình cần nuôi to lắm không? Tầm nào là mình dừng lại anh? Chỉ là vừa phải thôi đúng không ạ? Vậy anh nói vậy thì cái rễ này có cần nuôi tiếp không anh? Hay là bỏ đi? Vì nếu nó chỉ nhỏ thôi. À để cắt đi. À, tại vì nuôi nhỏ thôi anh nhỉ? Chứ không cần phải kinh khủng. Tôi đang chia sẻ với đoàn tàu đi qua nên là cũng dừng lại một chút để nói chuyện tiếp cho quý vị. Đấy, một cái điểm nhấn thì mình không làm to quá nhưng so với những cái cảnh khác đúng không anh? Nó chỉ vừa đủ, làm sao nó đủ xinh anh ạ? À? Vậy là mình chơi mặt nào anh? Cái mặt này chính ạ, dạ vâng. Mặt này mặt chính. Và thì cành này là khả năng mình bỏ chứ đúng không anh? Bỏ. Vâng. Đây, cắt hộ em cái này em quay cho đẹp. Cốt già nhìn thích nhỉ. Ông
công nhận mình thích, thích thật. Đấy, lúc anh Khương đang nói ngắm để anh làm tiếp thì Hoàng Sai chia sẻ cái thân của nó này. Chỗ đấy là tạm thời để che cái lưng đấy hả anh? Mình chỉ bỏ một cái cành bên cạnh thôi hay là mình bỏ cả chỗ đấy đi ạ? Chào bạn Tân nhá. Chào bạn. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ. Rồi, cảm ơn. Cây đẹp đấy. Quá bạn ơi. Một người cũng thích thích cây quý vị ạ. Lần nào anh Khương về làm là bạn cũng có ở từ đầu đến cuối. Ngoài lúc đấy ra thì bạn luôn luôn trong cây. Cũng ấy ok đấy. Cũng ấy rồi, cũng chưa cần một cái tác phẩm rồi. Có chứ anh, thích lắm. Cũng chơi qua xoay nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ thôi. À đây quý vị, cái này là của bạn Tân đấy. Đấy, cái này trước của bạn Tân để lại cho Veo Sai này. Veo Sai lại vừa rồi để lại cho bạn Tư Đen Đông Anh, đúng ngày sinh nhật. Em mới sinh nhật cái lại em mới cướp luôn. Đấy. Rất giả, nói chung bộ răm cũng tương đối mini thôi, chú chị. Này bạn Tần sang đây nhìn cái mặt này, bạn Tần này. Khổ. Trước đây của anh Khương, anh nuôi khoảng tầm hơn 3 năm rồi. Và bạn có thể nuôi tiếp đúng không anh? Nó to bằng nào nữa thì mình mới giật anh. Vâng, đúng không? Giật tiếp. Hôm nó bão nên em cắt này đi, em tiếc lắm đấy. Nó không sao gì anh. Nên nó có một cái rễ này rồi thì nó cũng rất là tốt nhỉ. Dạ vâng, tức là mình sẽ tìm nó xuống. Đấy, anh chia sẻ một chút nữa, nếu cái ngọn xong thì điểm mình đi tiếp đâu nữa thì... Sau tới đây anh sẽ cắt hết rồi ngọn này. Vâng. Và đây khi mà anh đẩy được tay ra đây. Vâng. Thì lúc bây giờ mình sẽ bỏ này. Dạ. Để chuyện hay là bây giờ cái mỏng. Vâng. Thì là một cái bông bên này nó xem bên này nó đối trọng kia thành quả phúc luôn này. Đấy anh, đúng không anh? Tạm bỏ. Cho em hỏi một chút nữa. Sao có những cây anh lọc ấy mà anh bỏ hết sạch lá đi, mà cây này thì anh lọc lại để lá lại thì nó có tác dụng như thế nào khi cây nó đủ để không phải nuôi nhiều nữa thì anh lọc đi, còn những cây này vẫn đang nuôi tiếp thì mình làm cắt kiểu này thì nó sẽ khỏe hơn. Và anh cắt như này thì trong vòng một tuần sau anh sẽ lọc nữa. Dạ. Nó có những cây đến lúc mình phải làm nó hơn và nó đầy đủ hơn rồi. Và có thể làm vào bóng ấy. Và cắt đi để nó làm bảo cho nó thay nữa. Còn những cây này thì mình cố tìm những loại này nó sẽ nhanh phát triển hơn. À, thường thường lọc lá thì mình cũng nhìn được nó rõ những cái đường mình để mình chuyển kỹ hơn đúng không anh? Không cần. Và anh cắt có lá cũng như không. Dạ. Có lá cũng như không có lá. Nhưng cái cân cắt lá nó thay mình lớp. Và thay một lớp lá khác thì mình bỏ hết đi. Cắm cây như này là không cần. Đó là đồ để nuôi tí anh ạ. Kiểu này kia đường kia tất cả mọi cái riêng đây cái thân mình không không một cái nào phải che lấp từ cái tay này cũng vướng rồi. Và còn con cái tay bên này anh cắt phát anh đưa lên nó cũng thoáng hẳn lên nhỉ. Cái chốt của con trực. À, dự kiến bao nhiêu lâu nữa thì con này nó được những cái cút như kia anh? Có cái phần ngọn này. Cái đây này, cút như
một năm đúng không anh? Đó. Năm đấy. Cái đấy nó còn nhanh hơn cái này. Cái này thì bao giờ nuôi nhanh hơn những cái đồ này đúng không anh? Nó trên cao. Đấy, được cái dễ ăn nhanh. Yên tâm là 2 năm nữa là có đồ chơi rồi. Ổn ổn. Đấy, quay lại quý vị một chút ngắm cái đồ của Khương và cái lạ xem đây vui lại luôn rồi. Rồi, em cảm ơn anh Khương nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Khương gửi lời chào quý vị đi ạ. Chào tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ. Vâng. Cảm ơn anh em. Video sai xin phép dừng ở đây. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.